Bản điểm bé Vân An tố cáo dì ghẻ gian xảo khi nói đánh vì chậm hiểu. Vừa qua, bà Trần Thị Thu Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, nơi bé Vân An theo học từ lớp 1 đến lớp 3, chia sẻ với phóng viên. Nhà trường và các cô giáo rất sốc khi biết tin bé mất theo cách đau đớn như vậy. Cô Hương cũng cho biết, vào ngày 22 tháng 12, bé vẫn học online bình thường, ngày 23 thì vắng mặt. Trường đã gọi điện cho bố và dì ghẻ, nhưng không liên lạc được. Nhà trường đến địa chỉ ghi trong sổ liên lạc thì được biết bé không ở đó mà sống tại chung cư Sài Gòn Bơ. Chia sẻ trên VTC, cô hiệu trưởng nói bé là học sinh rất ngoan, dễ thương, có ý thức trong học tập, luôn làm bài tập đầy đủ, biết giúp đỡ thầy cô bạn bè, không có gì khiến thầy cô phải phàn nàn. Cô cũng cho biết bé tham gia các buổi học online đầy đủ và không nghỉ buổi nào. Ở lớp 2 bé còn nhận được giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện. Lớp 1 thì chưa có đòi hỏi nhiều về kết quả học tập, lớp 3 thì chưa hết năm học để đánh giá. Nhưng nhìn chung bé là học sinh nắm bài tốt, chứ không phải là chậm hiểu kém cỏi để khiến phụ huynh phải bực tức mà đánh đập, cô Hương nói với tờ báo trên. Đại diện nhà trường nói thêm, sau khi trao đổi với các cô giáo chủ nhiệm từ lớp 1 đến lớp 3, các cô cho biết bé rất bình thường, không có biểu hiện gì. Trong giờ ra chơi có khi còn không chạy ra sân mà ở trong lớp nói chuyện với các cô. Thời điểm trường vẫn tổ chức học tập trung tại trường, năm lớp 2 bố của bé đi học phụ huynh cho con. Khi học phụ huynh, cô bé không trao đổi nhiều với giáo viên do bé ngoan ngoãn không phải là học sinh cá biệt. Trước đó, sau khi bị bắt tại đồn công an, dì ghẻ Quỳnh Trang đã khai rằng vì bực tức Vân An chậm hiểu bài nên đã quát mắng. Cô ta còn mua roi mây về dạy dỗ bé học. Khi đánh gãy roi mây, dì ghẻ dùng cây gỗ đánh, dùng chân để đá. Trước những lời khen của mụ dì ghẻ độc ác, cô hiệu trưởng và các giáo viên không đồng ý với lời dì ghẻ nói. Cô khẳng định bé rất ngoan, học giỏi, không phải kiểu hư lì thường xuyên phiền lòng người khác mà khiến phụ huynh bực tức, không kiềm chế được rồi có hành động đánh hay chửi mắng. Ngoài ra, cô Hương cũng tiết lộ, ở những năm học lớp 1 và 2, giáo viên thấy bé học tập và vui chơi bình thường, không có dấu hiệu sợ sệt hay bị đánh đập. Từ năm lớp 3 bé học online, điều này cũng khiến việc nắm bắt tâm sinh lý của các học trò khó hơn. Giáo viên chỉ tương tác với các bé qua màn hình, khó có thể quan sát toàn diện, cô giáo cũng không phát hiện bé có dấu hiệu bất thường. Bé vẫn tham gia học bình thường, hoặc cho dù có chuyện gì đi nữa, bé cũng không dám nói với cô giáo, vì có phụ huynh kế bên, lại có sự đánh đập dọa nạt. Trước những thông tin và bảng điểm thầy cô đưa ra, dân mạng vô cùng phẫn nộ với dì ghẻ Quỳnh Trang và xót xa cho bé. Nếu bé chậm hiểu và bướng thì không thể học giỏi như thế, có lẽ nào còn nán lại chơi với cô giáo chủ nhiệm là muốn kể cho cô giáo nghe, nhưng lại không dám nói hay không. Trước lúc chết con vẫn học đủ, vẫn im lặng chịu đựng nỗi đau tận cùng cả thể xác lẫn tinh thần, xót xa quá bé ơi.